Bạn muốn mua máy photocopy cũ đã qua sử dụng nhưng không có nhiều kinh nghiệm, do đó rất ngại mua máy cũ dù giá rất rẻ. Không có kinh nghiệm sử dụng máy photocopy cũng không sao, hãy tham khảo các mẹo dưới đây, chắc chắn bạn sẽ tìm được dòng máy tốt nhất cho mình với chi phí thấp nhất và phù hợp nhất. 1. Quan sát thật kỹ hình thức máy, xem số cao tơ, độ cũ mới của máy photocopy dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài việc xem vỏ máy còn sáng không, linh kiện còn mới không hay đã bị gì xét. Còn chú ý đến các khung máy, nắp máy photocopy hay các linh kiện có bị cong vẹo, chảy sức gì nặng hay không. Đến trực tiếp cửa hàng để quan sát, dùng thử tốt hơn so với mua và giao máy tại chỗ. Ngoài ra khi xem máy photocopy cũng lưu ý kiểm tra số ghi cao tờ, chương trình đếm tổng số bàn in, photocopy mà máy đã thực hiện. 2. Lựa chọn thương hiệu máy photocopy có tên tuổi, phù hợp với nhu cầu của cửa hàng và công ty, máy photocopy của các thương hiệu lớn thường khá bền do đó cũng giúp bạn yên tâm hơn khi lựa chọn mua máy cũ, đơn cử như Zico, Toshiba, Canon, SHAP đây là những thương hiệu máy photocopy rất mạnh của Nhật. Có hơn 50 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị máy văn phòng, đặc biệt máy photocopy cũ của Toshiba và Zico cũng bền hơn hẳn các thương hiệu khác. Chẳng hạn, khung máy của các dòng máy photocopy khác rất dễ bị tình trạng gãy xẹp khi vận chuyển xa, không đúng cách. Trong khi dàn khung máy photocopy hai dòng này thì rất cứng cáp linh kiện thay thế nhiều, thông dụng. Giá hợp lý phù hợp với người Việt mình. 3. Chọn các dòng máy photocopy có năm sản xuất gần nhất. Các dòng máy có năm sản xuất gần đây thì tất nhiên tuổi thiết bị cũng có thể ngắn hơn. Thông thường rất khó xác định năm sản xuất của từng sản phẩm nhưng năm sản xuất của dòng máy đó thì có thể kiểm tra được. Do đó không nên chọn mua những dòng máy photocopy được sản xuất quá lâu, chẳng hạn như trên 5 năm. 4. Lựa chọn địa điểm bán máy photocopy tin cậy. Nếu bạn đã từng mua máy photocopy mà sử dụng tốt thì đừng ngại đến địa chỉ ban đầu để mua những sản phẩm tiếp theo nếu lần đầu tiên mua máy photocopy cũ bạn có thể tham khảo từ ý kiến của những người quen cửa hàng dịch vụ photocopy gần nơi ở xem xét địa chỉ nào bán máy photocopy tốt uy tín cao ngoài ra khi mua máy photocopy cũ cũng nên ưu tiên những công ty có trụ sở rõ ràng máy nhiều để mình lựa chọn tốt và xem chế độ sau bán hàng ví dụ như bảo hành và sửa chữa cũng như là các dịch vụ sau bán hàng tốt nhé thì sẽ thuận tiện và hài lòng hơn Năm không nên khi mua máy photocopy cũ quá sử dụng, mua thiết bị quá cũ, vỏ máy xuống màu, nội thất gì xét. Nếu mua máy photocopy trực tuyến thì nên lựa chọn đơn vị uy tín, có hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng. Máy photocopy cũ nhập từ các nước phát triển như Mỹ, Canada. Nhập khẩu về thì thường tốt và còn mới hơn nhiều máy photocopy cũ trong nước. 6. Kiểm tra kết cấu bên trong của máy. Điều quan trọng tiếp theo là bạn nên kiểm tra kết cấu bên trong của máy photocopy vật tư, linh kiện như hộp từ, cụm sấy, cụm dung, cụm beo, sườn máy, sắt xì mới. Kết cấu bên trong máy sẽ cho chúng ta biết máy photo đó là máy đã qua tân trang hay là máy nguyên bản. Một chiếc máy photocopy cũ vẫn còn tốt sẽ có tiếng ồn rất nhỏ, khuôn bỏ giấy không bị kẹt hay nhăn nhó trong quá trình hoạt động, thao tác in ấn, kéo đẩy giấy một cách dễ dàng. 7. Kiểm tra chất lượng bản in của máy, hiện nay, có một số trường hợp vì lợi nhuận mà nhiều doanh nghiệp tân trang lại máy đã sử dụng tại Việt Nam nhìn bên ngoài máy có thể rất mới nhưng chất lượng in ấn cũng như độ mới của máy lại không cao. Vì vậy, điều quan trọng cuối cùng và kiên quyết chắc chắn chiếc máy này hoạt động tốt hay không đó là chất lượng bàn in. Máy photocopy hoạt động tốt sẽ cho một bàn in hoàn hảo, không bị vệt đen, không bị mờ, nét chữ liền mạch, không bị gãy, không bị đứt quãng, không bị kẹt giấy. Nếu chất lượng bàn in xấu như bị nhem nhúc, nét có nét không và kẹt giấy nhiều thì tốt nhất bạn nên chọn một chiếc máy photocopy khác. Mua được một chiếc máy photocopy đã khó, việc kiểm tra mua máy photocopy cũ còn khó hơn nhiều. Vì vậy bạn cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về cách kiểm tra chất lượng máy photocopy cũ như chúng tôi chia sẻ trên đây. 8. Chú ý đến giá cả của máy, đúng vậy. Đối với người kinh doanh dịch vụ hoặc mua về văn phòng công ty thì lợi nhuận và chọn máy phù hợp với công suất hoạt động của văn phòng là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Vì vậy khi lựa chọn máy photocopy để kinh doanh dịch vụ thì điều đầu tiên là phải nghĩ đến giá cả của máy. Đáp ứng 3 tiêu chí giá cả phù hợp, chất lượng tốt và bền bỉ linh kiện thay thế thông dụng, giá rẻ không có nghĩa là chất lượng kém. Máy photocopy dùng cho kinh doanh thường đòi hỏi phải có độ bền tốt, có khả năng hoạt động với cường độ liên tục và tránh hỏng hóc vặt không kẹt giấy cũng như nhăn giấy. Bạn nhìn ra nét chữ rõ. Vì vậy, không phải lựa chọn loại máy photocopy có giá rẻ cho kinh doanh dịch vụ nghĩa là chọn loại máy có chất lượng kém. Chọn máy phù hợp với loại hình in, thông thường, nếu chủ yếu dùng máy photocopy để in ấn giấy tờ, bằng cấp và khối lượng in không lớn dùng cho văn phòng thì chỉ cần chọn loại có tốc độ 25 tới 50 bản in một phút. Ngược lại, nếu dùng để photo sách vở, tài liệu cho sinh viên, học sinh thì nên chọn máy photocopy công nghiệp có tốc độ từ 50 tới 95 bản phút cũng nên chọn loại máy có tốc độ in phù hợp nếu khách hàng có nhu cầu về màu thì nên tìm hiểu thêm về màu ví dụ như scan màu, in màu. Hiện tại trên thị trường, hai thương hiệu máy thường được các chủ quán photo và các công ty cũng như văn phòng bất động sản lựa chọn là máy photocopy Zico và máy photocopy Toshiba. Không tính tới chọn máy màu và một số máy đặc trùng in thiệp cưới, hóa đơn, tờ rơi. 9. Yếu tố nguồn máy. Đây là yếu tố rất quan trọng mà ít người chú ý đến. Máy photocopy cũ hiện nay được phân biệt thành hai loại. Loại máy photocopy cũ do các công ty trong nước thanh lý thu hồi từ cơ quan trường học, các tiệm photo đối với máy photocopy cũ do công ty, điểm dịch vụ trong nước thanh lý. Rất khó để bạn mua được máy tốt, máy photocopy phục vụ cho các dự án, công ty vốn nước ngoài thanh lý thì thường khá tốt nhưng hiếm và giá cao. Trong khi đa số máy photocopy thanh lý trong nước thường rất cũ, sử dụng 4 đến 7 năm. Giá bán rất rẻ nhưng rủi ro hỏng hóc là rất lớn loại này không nên mua về sử dụng. Loại này chỉ thích hợp cho anh em kỹ thuật mua về xã đồ lấy linh kiên thay thế. Loại thứ hai là dòng máy photocopy cũ được nhập về từ nước ngoài như Mỹ, Canada, hay một số nước châu Âu, loại này thì còn khá mới khoảng 80-90%. đến 90%. Máy photocopy cũ có nguồn gốc nhập khẩu có nguồn hàng dồi dào và phổ biến hơn, dù là qua sử dụng nhưng máy mới và ổn định, một số thương hiệu phổ biến là Zico, Toshiba. Do các văn phòng nước ngoài chỉ sử dụng trong thời gian nhất định, không sử dụng quá lâu, cũng như bảo hành, bảo trì tốt nên máy photocopy cũ nhập thường cho chất lượng tốt. Do đó, khi mua máy photocopy cũ, nên tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của máy bạn mua, là các sản phẩm thanh lý trong nước hay hàng nhập khẩu. Cũng như nên liên hệ và đến trực tiếp công ty bán máy để có cái nhìn rõ hơn về sản phẩm bạn muốn mua. 10. Mua máy photocopy cũ ở đâu tốt nhất? Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên mua máy photocopy ở địa chỉ nào uy tín, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ máy văn phòng Thiên Thuận phát tự tin là nơi chuyên cung cấp máy photocopy cũ giá rẻ. Chất lượng cho nhu cầu của tất cả các đối tượng khách hàng. Sản phẩm máy photocopy cũ giá rẻ của chúng tôi luôn đạt các tiêu chuẩn như: Máy nhập khẩu chính hãng 100% từ nước ngoài. Sản phẩm máy photocopy còn mới tới 90% đến 95%. Giá thành ưu đãi rẻ hơn so với những đơn vị khác tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được bảo trì với chất lượng sử dụng tốt ổn định chế độ bảo hành bảo trì sau khi bán lâu dài dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và uy tín nhất trên đây là những nguyên tắc vàng mà công ty thiên thuận phát gửi đến quý vị để đặt hàng hay nhận thêm nhiều tư vấn chi tiết miễn phí và tìm kiếm thông tin hữu ích về các loại máy photocopy cũ giá rẻ tại công ty thiên thuận phát quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ máy văn phòng Thiên Thuận Phát, địa chỉ: 453/56/11 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 0931969969 hoặc 0902428288, website: thienthuanphat.com.vn.